Xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 16 tháng 7, chủ nhật, em lên một phiên kính gồm 12 chiếc kính của thương hiệu như là Nhật, Pháp và Đức anh em nghe. Có một chiếc Ray-Ban của Mỹ nữa. Như thông báo với anh em thì em sẽ lên một phiên kính vào ngày chủ nhật, ngoài cái hai phiên là phiên đồng hồ vào thứ ba và thứ sáu. Rất cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất. Em lên mã số 1. Mã này một chiếc Ray-Ban anh em, Ray-Ban Mỹ, dòng BL. Con này 1,8 triệu anh em nghe. Cái nước vàng của nó cũng tương đối ok anh em nghe. Cũng khá ổn á. Dòng này thì chuẩn rồi. Nó sẽ là dòng lắc kê vàng. Một số chỗ đang lên mã trầu này. Góc này này. Thì anh em lấy cà na lau nhẹ nó ra thôi. Đây là dòng Ray-Ban Silex 2. Góc này nó chữ BL Ray-Ban anh em. Còn bên này nó có chữ là Ray-Ban Silex 2. Form khá đẹp. Vuông và rất nam tính em nghe. Này nó form đẹp mà nó vuông. Con này thì kính nó thay ở nước ngoài về rồi anh em. Chính xác là thay ở nước ngoài về luôn. Và em kiểm tra rồi. Kính này màu màu đậm và nó rất trong anh em nghe, nghĩa là nó không có bị mờ á, đi ra nắng nó rất trong và chống nắng rất tốt anh em. Mẫu này này form vuông, chiếc này là sai ngang là 140 nha anh em, 140 hình thức cũng khá đẹp, form rất chuẩn và ôm này, nên nhìn cái tất cả các chuôi của nó còn rất ok này đó, vai còn đẹp, rồi chiếc này số 1 1,8 triệu nha anh em, 1,8 triệu dòng Ray-Ban BL của Mỹ, nó ghi chỉ đi là size net 2 anh em, góc này này, góc này cái chuyện size net 2 đây, số 1 1,8 triệu. Hình thức cũng khá đẹp đây. Mẫu số 2, một chiếc kính của Nhật anh em. Mẫu này thì đều sử dụng hàng ngày thôi. 300. Mẫu này thì kính râm anh em nghe. Kính râm và còn khá ok á. Mẫu kính này của Nhật. Ngang là cũng 140 anh em. 140 thì anh em ở cái mặt anh em tầm mặt lớn và mặt vừa là ok. Tất cả cũng ổn đây. Mẫu này thì anh em sử dụng hàng ngày đi làm này nọ rất ổn á. Cái mắt kính bằng nhựa anh em nghe, mẫu mắt kính bằng nhựa bằng mica số 2, con này 300. Mẫu số 3, một chiếc gọng bằng titan, full titan anh em, nó sẽ mạ một lớp vàng hồng anh em nghe, cái gọng này mạ bằng hồng form cổ điển, thì cái gọng này nó là anh em để ý này, titanos tb, nó sẽ là titan thương hiệu này của Nhật anh em, thương hiệu Maruman, thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật về kính mắt này, hộp quạt này, dây da đồng hồ, dây da và dây thép đồng hồ đó. Góc này nó đóng chữ 5616 140 là cái form vừa vặn anh em, form này form ở mức độ trung bình đó. Đây là 135 nha anh em, 135 ngang là 135, 135 thì cái mặt 140 là ok, vì anh em cũng có thể nới được một chút xíu nữa đó, cũng thể nới được chút xíu chứ không nhất thiết phải như vậy. Cái gọng này thì đang ở nó đang bỏ một cái mắt kính lão hay là kính cận rất dài anh em, thành ra cầm tay tương đối nặng, nhưng mà nếu mà anh em chỉ cầm cái gọng không á và anh em thay cái mắt mắt râm vào á, mặt thường vào á, thì nó sẽ rất nhẹ đây, tại vì nó là full titan, tất cả thì titan hết và nó mạ lớp vàng 5616 140, hình thức cũng khá đẹp và mới đây. Mẫu này là số 3 450, anh em về thay cái mắt kính cho phù hợp nghe, phải thay mắt kính thôi,
Ừ, kính này nó quá dài đi và nó là full titan Titanos của thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật là thương hiệu Maruman, đóng một cái mề đai trên cái chuôi này đẹp lắm, ở đây cũng có chữ tiếng Nhật anh em. Rồi mẫu này số 3 450 nha anh em, hình thức cũng đẹp, độ mới khá là cao. Tiếp theo mẫu số 4, mẫu này cũng 450 luôn. Mẫu này là mẫu cũng Titan 5616 thì nó ngang, cái size nó sẽ bằng với size mẫu số 3 gần như là bằng nhau. Nhưng mà form con này thì nó cái cảm giác nó mỏng mảnh hơn một chút xíu. Đó, 130 135 135 nha anh em. 5616 này. Con này thì nó sẽ vẫn là một mắt kính lão hay là kính cận gì đó. Thì anh em về thay cái mắt kính nha. Và nó nếu mình không mắt kính này thì nó sẽ rất là nhẹ đây. Chui anh em thấy không? Còn ok này, vẫn còn thông số ở đây. Rất hàng này nọ này rất là nó khá là tiêu chuẩn anh em nghe, nó hàng của Nhật và nó thông số rất đầy đủ để anh em có thể tra được những chiếc này là qua sử dụng, nhưng cái độ mới cũng rất cao nè và mình cũng sử dụng thoải mái không vấn đề gì, dùng hàng ngày và giá khá là bình dân anh em. Mẫu này số 4 450, mẫu này anh em về thay kính mát á, nhưng mà loại kính mát mà trên đậm mà dưới nó nhạt lần á, thì rất đẹp anh em nghe. Tại vì cái mắt kính nó dài á, cái chiều cao không có, thành anh em phải thay nha, thay và thay ở trên đậm dưới nhạt thì nó sẽ đẹp. Rồi số 4 450. Tiếp theo số 5, số 5 là một chiếc cũng là titan mạ vàng luôn, nhưng mà mẫu này là mẫu của Pháp anh em, kính của Pháp này, góc này nó chữ Emery đó, Uniwik nè, titan, mẫu của Pháp anh em nghe, của Pháp và đó cái bearing này, tất cả nguyên bản hết luôn, gọng này là gọng nhựa, vân đầu mồi và nó vẫn đang là nó vẫn vẫn có một cái mắt kính là kính lão anh em. Chung là nếu anh em về thấy đeo thấy phù hợp với mắt mình thì đeo, còn không thôi là thay. Cái việc này em nói đi lại nhiều lần rồi, anh em cứ thoải mái việc này nghe. Tại vì cái mắt kính, thậm chí mắt râm nhiều anh em vẫn về phải thay để phù hợp với mắt của mình á. Mỗi người thì có cái thông số mắt nó khác nhau, mình không dùng chung được. Thông số rất đầy đủ, thương hiệu này thương hiệu của Pháp em gắt ra rồi. Con này thì xay ngang nó phải gọn anh em nghe. 125. Đó, 125 thì anh em phải cái mặt phải rất gọn anh em. Mặt nhỏ thì sẽ ok. Hình thức cũng khá đẹp và ổn. Con này thay cái kính râm là quá đẹp luôn, tại vì cái form nó cổ điển. Của Pháp nha anh em, của Pháp. Đây, thông số là 50 17 135. Và con này của Pháp số 5 450. Mã số 6, một chiếc kính của Nhật, mẫu này thì nó làm theo phong cổ điển. Con này là kính mạ vàng của Nhật và cái độ của mắt kính thì nó chỉ là một độ, cộng một độ anh em, cộng một độ nghe. Cái con này thì cái chuôi nó ghi độ luôn nè, cộng một độ. Hình thức cũng ổn, đẹp, làm theo kiểu xưa. Của Nhật nha anh em, con này của Nhật. Em đo cái chiều ngang luôn. Ngang là 130 này, 130. Con này số 6300. Sử dụng hàng ngày được anh em. Anh em nào mà cộng một độ thì đều ok, hoặc là có thể thay mắt kính râm cũng được. Số 7, một chiếc kính này của nữ anh em nghe. Cái gọng này là của nữ, nó làm theo kiểu của nữ và cái thông số của nó là con này thì của Pháp nha anh em. Con này cái thương hiệu của Pháp này. Paris là của Pháp. Thương hiệu Pháp và kính này kính mát anh em. Kính mát đi ban đêm á. Thì ở trên nó sẽ đậm ở dưới nhạt lần anh em. Nếu mà anh em nhìn kỹ thì thấy mình đậm dưới lần, ở ve cũng rất ok này. Logo chữ P.
cái góc này chữ B luôn, góc này góc chui này có một logo chữ B cũng khá đẹp, chui này nó làm hoa văn cũng đẹp lắm. Đây ở trên đậm dưới nhạt lằn, con này nam đây vẫn được nha. Rồi thông số của nó ngang là 40, 135 đi, 135 anh em. Hình thức cũng khá ok. Số 7 300. Số 8 một chiếc kính của Nhật luôn, con này của nữ. Và chắc chắn là phải thay mắt mắt anh em nghe. Một gọng kính này phải thay mắt thôi. 300. Thì cái mẫu này nó sẽ có một cái size khá nhỏ dành cho mấy chị nữ á. Size của nó là 120. 120 cái mặt nhỏ anh em nghe. Mặt nữ nhỏ. Hình thức còn ok, chui gọng còn khá lỗ. Chỉ có mắt kính là nên phải thay thôi. Tại vì hiện tại nó đang trầy và cũng là một mắt có độ, thành ra nên phải thay nghe. Góc này này, 524, con này thì qua tất cả titan hết luôn. 132 titan mạ vàng. Số 8 130. Em quay là hơi nhanh, anh em muốn xem hình kỹ thì nhắn tin qua Zalo để em gửi mẫu qua nghe. Em chụp hình kỹ và chụp mấy cái thông số cho anh em nhìn, tại vì nhiều lúc khi anh em nhìn đi điện thoại thì cái xem điện thoại thì cái chữ nhỏ này không thấy được. Em cũng không thấy luôn. Tiếp theo, mẫu số 9 400, một mẫu kính của Đức. Mẫu kính rất ok của Đức anh em. Mẫu này là mẫu kính sưu tầm này, đồ xưa. Hiện tại là đang để mắt một cái mắt mắt cận hay mắt viễn á. Tất cả bọc nhựa đẹp lắm. Ở đây có một cái vườn văn giống như là nó có một cái thanh thép ở trong để cho nó cứng hay sao em cũng hiểu lắm. Góc này nó chữ này, cái thương hiệu này của Đức anh em nghe, thương hiệu này của Đức, thương hiệu Mavis của Đức này, và nó in Made in Germany. Chui gọng còn rất ok và ổn luôn á. Đây ở đây cái đóng thông số này 136, con này đẹp lắm, đúng chuẩn đồ xưa luôn. Rồi ngang là một gần 130 nha anh em, 130. Số 9 400. Tại vì cái kính á, thì anh em cũng biết là anh em có thể ăn gian chút xíu về độ độ này, độ nông ra, thành ra là tầm 130 135 á, thì nó sẽ dùng chung. 135 140 thì dùng chung mặt cũng được. Số 9 400 thương hiệu Mavic của Đức nha anh em nghe. Thương hiệu kính cũng rất nổi tiếng của Đức. Đồ Đức thì nó lúc nào cũng ok rồi. Tiếp theo, một chiếc số 10. Chiếc này là cũng là một gọng kính. Kính đang hiện tại kính của nó là kính 1.5 độ này anh em. Gọng mạ vàng. Con này thì hai cầu ngang và nhìn rất form, rất là cổ và nam tính anh em. Anh em về thay để thay kính để đeo nghe, 1.5 độ này. Chui gọng còn khá ok, nói chung là độ mới còn cao. Con này thì 135. 135 nha anh em. Ngang 135. Rồi, số 10 300. Số 11. Con này thì còn nguyên cái hộp về luôn. Con này thương hiệu của Nhật và của nữ anh em. Làm rất kiểu cách và nhìn sang lắm. Cái tròng kính này, cái mắt kính này tới 4.5 độ. Anh không biết 4.5 độ là lọn hay là viễn hay là cận đây, thì anh em về xem nghe. 4.5 độ này, độ mới gần như 100%. Thương hiệu này. Thông số đầy đủ, hai bên đính hộp đính đồ tùm lum. Đó, sao cũng vậy, còn nguyên cái táp ở đây. Cái táp này vẫn đóng rõ ràng là 4.5 độ nha anh em. Cái nó làm rất kỹ này. Đây là cái ve này và hai cái chui làm đẹp lắm. Con này thì anh em về có thể thay mắt râm, thay cho mấy chị mắt râm là đeo rất đẹp anh em. Rồi chiếc này em đo size ngang nha, size ngang là một gần 130. 130 thì nó tầm phù hợp rất nhiều mặt nha. Rồi chiếc này số 11 400.
400 nha anh em, 11 400. Số 12, chiếc cuối cùng của cái lô này anh em. Chiếc số 12 300, một chiếc nữ rất nhỏ và xinh. Mẫu này thì nó sẽ đi cái gọng màu xanh nước biển khá đẹp anh em. Nó ghi là Hanaremori, thương hiệu của Nhật. Hình thức đẹp, chiếc này thì nó tầm khoảng như 0,5 độ thôi thì phải, tại vì nó ít lắm. Để em đo cái size ngang nha. Ngang là 1,30 nha anh em. Không đến nỗi. Từ từ điểm kiểm tra chính xác. 1,25, 1,25. 1,25 nha anh em, 1,25. Ống kính của nữ. Ở đây đóng cái gì này? Đóng thông số này. Rồi. Chiếc cuối cùng số 12 300. Kết thúc video rồi anh em. Thì em chia sẻ với anh em những cái mẫu 12 mẫu kính bình dân giá rẻ để em sử dụng hàng ngày. Rồi chúc anh em một buổi sáng chủ nhật tốt lành. Xin chào.